Thưa quý vị và các bạn, dự kiến năm nay sản lượng vải thiều của toàn huyện Thanh Hà của tỉnh Hải Dương ước đạt 35.000 tấn. Và theo đánh giá của cơ quan chuyên môn thì vải thiều sớm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp hơn so với năm trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sản lượng vải xuất đi Trung Quốc và một số nước đã bị sụt giảm. Lường trước được những khó khăn nên tỉnh Hải Dương đã tập trung nhiều giải pháp để tìm hướng tiêu thụ cho cây trồng này. Được mùa và được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên để tìm đầu ra cho vườn vải hơn 7.000 m² này, gia đình ông Phạm Văn Giang, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, vườn vải của ông đã sớm được thu mua và xuất khẩu đi các thị trường như Mỹ, Úc, Singapore. Năm nay vì cái đại dịch Covid trên toàn thế giới, thế nên là nông dân chúng tôi trồng vải là cũng sợ là không có đầu ra. Thế nhưng mà để làm theo hướng dẫn của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh là làm theo chương trình vải sạch. Đấy. Thì khi làm xong vải sạch thì dịch Covid cũng đã tạm thời là dừng, thì là tất cả các doanh nghiệp là đổ dồn về cái khu vực cái mã vải của chúng tôi là để thu mua. Để hỗ trợ khâu tiêu thụ cho bà con trồng vải ngay từ đầu vụ, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giới thiệu quả vải trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi thư mời tới hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham quan mua vải. Chúng tôi cũng xác định là mùa vải sẽ rơi vào đúng cái thời điểm đại dịch Covid. Do vậy chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền, quảng bá rồi là hướng dẫn bà con tuân thủ cái phòng chống dịch, và bên cạnh đó cũng phải chủ động tích cực cái chăm sóc rồi là thâm canh cây vải. Nó khác với mọi năm mà tăng cường hơn nữa cái truyền thông. Bên cạnh những nỗ lực của huyện, tỉnh Hải Dương cũng đã có nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu quả vải thiều Thanh Hà trên các trang mạng trong và ngoài nước, thông qua các tờ rơi, tờ gấp. Sở cũng thực hiện các cái hoạt động kết nối xúc tiến thương mại, mời các cái doanh nghiệp về các cái vùng sản xuất vải, nhất là các cái vùng mà được quản lý tốt cái chất lượng vùng trồng. Và năm nay thì tỉnh cũng đã chú trọng cái xây dựng cấp cái mã vùng trồng để có cái bước đưa sang các cái thị trường khó tính, để thông qua đó tuy cái số lượng nó không được nhiều nhưng nó đánh dấu một cái bước là quả vải của Hải Dương, đặc biệt là vải thiều Thanh Hà là có cái chất lượng rất cao, xâm nhập được các cái thị trường khó tính. Hiện tỉnh Hải Dương có khoảng 10.000 hecta vải tập trung ở huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh. Trong đó, trên 300 hecta vải được chứng nhận Việt Gáp và trên 80% diện tích vải Hải Dương được sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Để tránh tình trạng được mùa rớt giá tái diễn ở vụ vải năm 2020, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cũng chủ động mời các doanh nghiệp về địa phương kết nối tiêu thụ, nên đến nay đã có nhiều doanh nghiệp, siêu thị đã ký kết hợp đồng tiêu thụ quả vải Thanh Hà. Quý vị, thương nhân Trung Quốc sang thu mua vải thiều lục ngạn Bắc Giang được đề xuất hỗ trợ chi phí xét nghiệm tiền ăn trong thời gian cách ly là 14 ngày. Đây là những thông tin có trong bài viết đề xuất cho thương nhân Trung Quốc mua vải thiều được miễn phí ăn ở trong 14 ngày cách ly được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết để tạo điều kiện cho các thương nhân nước ngoài đến thúc đẩy tiêu thụ vải thiều xuất khẩu, tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đề nghị và Thủ tướng đã cho phép hơn 300 thương nhân Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Việt Nam đến địa phương khảo sát đàm phán thu mua vải thiều. Sở Công Thương tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh và được lãnh đạo tỉnh đồng ý chủ trương miễn phí chi phí ăn nghỉ trong thời gian cách ly 14 ngày của thương nhân Trung Quốc đến thu mua vải. Để chuẩn bị đón hơn 300 thương nhân Trung Quốc sang thu mua
vải thiều, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao lực lượng công an huyện bố trí xe đưa đón thương nhân từ cửa khẩu về với sự hỗ trợ của nhân viên y tế, phiên dịch giúp thương nhân thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì đa số thị trường tiêu thụ của các loại trái cây đều bị ảnh hưởng. Thế nhưng với trái vải chín sớm của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương thì người nông dân nơi đây lại đang vô cùng phấn khởi khi mà giá của loại trái cây này đang tăng lên từng ngày. Và nguyên nhân là do thương lái Trung Quốc đang tìm mua loại trái cây này ngày một đông, còn nông dân thì lại không có đủ vải chín sớm để bán. Nghịch lý là hiện tại cũng vào mùa thu hoạch vải tại Trung Quốc, thế nhưng mà người Trung Quốc vẫn rất khát trái vải của Việt Nam. Vì sao trái vải của Việt Nam lại được người Trung Quốc ưa chuộng như vậy? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Điểm thu mua vải của thương lái Trung Quốc. Mỗi ngày, chủ buôn thu mua từ 30 đến 40 tấn vải chín sớm Thanh Hà, Hải Dương để xuất sang Trung Quốc. Ngoài chất lượng vải ngon khác biệt so với vải Trung Quốc, thì giá cả chính là ưu thế khiến người Trung Quốc ưa chuộng trái vải của Việt Nam. Nếu để so sánh chất lượng vải của Trung Quốc và Việt Nam thì trái vải của Việt Nam có mã đẹp hơn, quả to đều hơn và đặc biệt là ngọt hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau khi trừ hết các chi phí, giá vải của Việt Nam khi chúng tôi mua về Trung Quốc vẫn rẻ hơn vải mua tại Trung Quốc, từ 2 đến 3 nghìn đồng một kg. Vừa rẻ vừa ngon thì không có lý do gì để chúng tôi không sang Việt Nam để thu mua vải. Hiện vải chín sớm Thanh Hà có giá dao động từ 35 đến 38 nghìn đồng một kg tại vườn. So với thời điểm giữa vụ vải sớm năm ngoái, mức giá này cao hơn đến 20%. Tuy nhiên, nông dân không có đủ vải để bán. Không có vải mà bán được chứ còn rất là đông người mua, thương lái rất là nhiều. Đi khắp nơi, ngõ nào cũng đến, nhưng vải lại chưa chín mấy. Vụ vải năm nay, tỉnh Hải Dương có khoảng 20.000 đến 25.000 tấn vải chín sớm, chiếm 50% tổng sản lượng vải của địa phương này. Ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương cho biết, hiện toàn bộ diện tích vải chín sớm đã có đơn đặt hàng từ phía Trung Quốc và thị trường nội địa. Cái kênh tiêu thụ nội địa năm nay cũng rất là tốt. Các cái siêu thị cũng như là các cái kênh bán lẻ ở trong nước thì cũng đã đến làm việc với tỉnh Hải Dương từ rất là sớm. Ví dụ như là Big C hay là các cái hệ thống siêu thị như Big Green hay là Bắc Tôm thì người ta đã đến đặt hàng và tìm hiểu ngay từ đầu vụ và người ta cũng đã đưa sản phẩm vải thiều của Hải Dương đưa vào bán hàng tại kênh tiêu thụ rất sớm. Dự kiến đến ngày 10 tháng 6 tới, Hải Dương sẽ kết thúc việc thu hoạch vải sớm và bắt đầu bước vào vụ thu hoạch vải chính vụ. Chính việc thu hoạch gối đầu hai vụ vải như hiện nay cũng khiến sản lượng vải không bị dồn ứ như những năm trước. Trong khi đó, tại thủ phủ vải của miền Bắc đó chính là tại vải thiều Bắc Giang, hiện thì vải sớm cũng đang sắp bắt đầu cho thu hoạch với giá bán được dự báo sẽ rất cao bất chấp đại dịch Covid-19. Còn với những vườn vải thiều chính vụ thì việc áp dụng các quy trình kỹ thuật khắt khe, kiểm soát vườn trồng chặt chẽ về an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp cũng đang được siết chặt. Nhóm nông dân trồng vải xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên đang làm việc với các chuyên gia đánh giá độc lập về chứng nhận sản xuất Global Gáp. Các bảng mẫu công khai về các thông số an toàn, chỉ dẫn địa lý và các cam kết sản xuất sạch được các chuyên gia kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Không những thế, các chuyên gia sẽ cùng với các cán bộ bảo vệ thực vật của địa phương đi đánh giá thực tế tại các vườn vải. Đây là công đoạn cuối cùng để các vườn vải của xã được công nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gáp. Các chuyên gia cũng như là bên các cái bên đối tác doanh nghiệp là hợp tác là giúp đỡ bà con chúng tôi là sản xuất theo cái mô hình Việt Gáp và hướng tới Global Gáp thành công để làm sao mà đạt được cái tiêu chuẩn và khẳng định được cái chất lượng. Đang sản xuất theo cái hướng Global Gáp để sản xuất hàng xuất khẩu. Cái kỳ vọng nhất của chúng tôi năm nay là thứ nhất là đi được những cái thị trường khó tính. Sản xuất an toàn, tuân thủ các quy định chặt chẽ về an toàn thực phẩm là vậy. Nhưng theo ngành nông nghiệp Bắc Giang, việc tiêu thụ vải năm nay vẫn có thể gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Mặc dù tỉnh đã rất chủ động trong xúc tiến thương mại và tìm hướng xuất khẩu vải. Để tiêu thụ vải với giá tốt cho bà con nông dân, tỉnh xác định sẽ hướng tới thị trường nội địa, chứ không nhất thiết là xuất khẩu như mọi năm. Chúng tôi cũng đang tiếp tục là chỉ đạo bà con là thực hiện nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất
Và năm nay thì được một năm là đánh giá là cái năng suất bình quân chung vải ở trên địa bàn huyện Tân Yên là tương đối đồng đều. Qua kiểm tra của chuyên môn thì trà vải sớm đã bắt đầu cho thu hoạch. Để chuẩn bị cho cái việc tiêu thụ vải thiều thì chúng tôi xác định năm nay làm khó khăn do cái điều kiện dịch bệnh, việc xuất khẩu các thị trường cũng như tiêu thụ nội địa phải được triển khai song hành đồng bộ để làm sao khắc phục được cái việc là tiêu thụ cho bà con nông dân. Và chúng tôi xác định tiêu thụ vải thiều theo ba cái kênh chủ lực, đó là kênh tiêu thụ trong nước, kênh thị trường Trung Quốc và các cái thị trường khó tính. Hiện tại các vườn vải chín sớm ở Bắc Giang đã chuẩn bị cho thu hoạch. Khi quả vải đã bắt đầu ngả màu chín, dự kiến sẽ có khoảng 45.000 tấn vải sớm cho thu hoạch trong gần một tuần tới. Giá vải cũng đang được chào mua ở mức khoảng 40.000 đồng 1 kg. Với giá này, những vườn vải sản xuất theo tiêu chuẩn cao, xuất đi Nhật hay Úc, thì nông dân vẫn đảm bảo có lãi khi được bán tại thị trường trong nước.